tại vì phim trường mình thấy lạnh lắm, hồi nay bị nổi da gà liên tiếp luôn. Phim trường hôm nay không khoáng quá. Nhức nhức cái đầu rồi. Không có biết có bị gì không mà tối nay nhiều khi. Two hours later. Đây là cậu mở ác. Hai gương mặt. Dạ, cậu thì hiền còn mở thì ác. Không phải gương mặt rồi mở. Và để nghe rõ chưa? Tại vì em làm gì vậy? Không phải, tại vì em không biết ghi từ lúc nào. Ủa em tới với chương trình để làm gì em? Không chỗ không chị nữa đây. Mấy cái chuyện này chị lấy đâu ra? Chị ghép vô à? Chị đoán vô hả? Chị nghe xong chị biết. Ủa nghe lúc nào ta? Thôi mình cho anh Dũng chơi lại tập sau đi anh. Tập này coi như xé nháp thôi. Ôi trời ơi trời ơi. Vì lời chấm 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 sóng xưa vẫn sống, đồng hành chấm 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 người khơm xa chắc là phương xa. Vì lời là cái gì, là tên lời vợ của chú gì đó. Dạ. Yeah. Chứ không phải là vì lời. À, em nghe là gì, chắc là vì mà phát âm của phát âm miền Nam á, phát âm miền Nam và đơn ca đệ tử. À dạ. Nhưng mà cái câu quan trọng nhất với lại cái PS á, PS là quan trọng nhất. Dù gì đỡ hơn người bệnh. Tôi đưa cái muỗng cho Dũng ăn, nếu mà Dũng như bạn nói Dũng mà có thể diện thì Dũng không ăn. Không, nhưng mà xí nè, em xí. Dạ. Xí nha, phủi phui nha. Lỡ chị Harry mà không trả lời được, mà em trả lời được thì em được ăn phải không? Đồng đội của anh ngày hôm nay hỗ trợ anh vui vẻ. Ủa? Với anh mà chỉ chưa chơi ba nói những cái lời đó. Trời ơi, tại sao em lại vậy? Em hỏi thôi. Anh gian vậy, anh Dũng chơi thua cái lượt chính, anh chơi thắng cái lượt phụ, không được hả anh? Đúng rồi. Khi nào mình được ăn thì là không chơi nữa. Đúng rồi. Nè, mọi người thấy cách đây mấy giây mọi người thấy Dũng chơi không? Tương lai của sự nghiệp. Thôi, em ủng hộ chị, cố lên, người chị đồng hương. Ok. Quan trọng là nhiều giây nha, bởi vì cái bài này là siêu dễ luôn. Trời ơi. Đó. Ê. 8 giây. Trời ơi. 8 giây. Siêu dễ luôn. Thật ra mấy bài xưa là mình biết liền, bảo đảm. Dạ. Có nghe nhạc không? Làm sao vậy? Tao mới đầu không nói vậy đó. Không biết em rồi. Em có giống như là vòng tay người ấy, chạng hàng em. Vòng tay người ấy hát sao? Tình tan tan tan. Em gái của chị Khánh Hà hát. Em mê bài đó lắm. Từ khi mới ta ra. Ờ, chắc là hợp chương trình khác rồi. Rồi, 8 giây. 8 giây dành cho Harry Won. Đừng nên cố gắng. Thôi nghe luôn. Quá dễ luôn. Rồi Thánh. À Thánh dây là Thánh. Người ta nói ai nhắc hả? Dạ. Ai nhắc? Trời nhắc em. Rồi ok. Ai hát? Nếu mà biết thì không bao giờ có chuyện mà đứng ngay người như này hết trơn. Hồi nay anh có nhớ không anh? Giống như là hồi nay em cũng có nói là em thích vòng tay người ấy. Nhưng mà em tự nhiên chợt không có nhớ tên của người hát. Nhưng mà em chỉ biết là em gái của chị Khánh Hà. Đó kiểu vậy, em chỉ có nhớ vậy thôi. Tại vì anh phải... Rồi, tức là em đã nghe bài này rồi. Dạ. Yeah. Hát một câu đầu. Có một người ta nói. Dạ, người ta nói. Người ta cứ nói đừng quá. Bây giờ để công bằng cho cuộc chơi. Tôi thấy người nhắc là... Trời ơi, chơi của mình thì thua, mà nhắc người ta. Anh nhắc anh cũng đâu được anh đâu. Em mới nhắc Harry đúng không? Không, đâu có nhắc đâu. Em đang hỏi thông tin từ chị Hữu. Là
chị Phú cùng thời với người ca sĩ đang bây giờ hát. Cùng công ty luôn, cùng công ty bây luôn. Bây giờ xin hỏi là có chấp nhận đáp án của Harry không ạ? À? Thôi chị nói đúng rồi mà. Harry nói là người ta nói. Đó, đúng rồi. Người ta nói đúng rồi đó. Rồi xin mời. Người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu giữa ta cũng chỉ là ước mơ trong mỗi dịu đời. Đón xem Cuối Tuần Tuyệt Vời phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.